Đức Chuẩn Đề. Đức Chuẩn Đề vốn là Thất Vô Di Phật Mẫu. Ngài thường thuyết kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong thế gian và suốt thế gian đều thành tựu những sự nghiệp tu tập. Vì tấm lòng từ bi vô hạn của Ngài với quần sanh như mẹ thương yêu đám con khờ nên kêu là Phật Mẫu. Ngài thường diễn nói rằng chơn như thiệt tướng và tánh chơn thường của tất cả chúng sanh xưa nay đều sẵn có trong bản giác như Phật vậy, nên trong đó gồm đủ các đức dụng khắp cõi hà sa. Nhưng ngặt gì cứ hủy bán chánh pháp, chẳng tin lời của Phật, tự mình tổn cho mình, nên phải trầm luân đọa lạc. Dẫu cho ngàn vị Phật ra đời cũng khó mà cứu chữa đặng. Ngài thấy vậy nên mới sanh lòng từ mẫn, lập pháp môn phương tiện mà điều phục các việc trần cấu của người sơ cơ nhập đạo, và muốn đồng với chư Phật một nguồn giác để dứt chỗ vọng mà quy về nơi chơn. Nay xin phiêu dương bửu tượng của Đức Chuẩn Đề ra đây, đặng cho những người mộ đạo chiêm ngưỡng và lễ bái thì được phước vô lượng vô biên. Bảo tượng của Ngài có nhiều vẻ quang minh tốt đẹp, đều chiếu dịu cả mình, còn thân tướng thì sắc vàng mà có lằn điểm quang trắng. Ngài chỉ ngồi kiếp già, trên thì đắp y, còn dưới thì mặc xiêm đều trọn một sắc trắng mà có bông, lại có đeo chuỗi anh lạc, và trên ngực có hiện ra một chữ vạn, còn hai cườm tay có đeo hai chiếc bằng ốc trắng, hai bên cánh tay chỏ có xiêm thất châu coi rất xinh lịch, lại hai trái tay có được ngọc bửu dương, và trong các ngón tay đều có đeo vòng nhỏ. Trên đầu thì đội mão hoa quan, trên mão ấy có hóa hiện ra năm vị Như Lai. Nơi mặt Ngài có ba con mắt, trong mỗi con mắt ấy coi rất sắc sảo, dường như chăm chỉ ngó các chúng sanh mà có ý sanh lòng từ mẫn vậy. Toàn thân của Ngài có 18 cánh tay, mỗi bên 9 cánh, hai bàn tay ở trên hết thì kiết ấn Chuẩn Đề như tướng đương lúc thuyết pháp. Tay trái thứ hai cầm lá phướng như ý, còn tay mặt cầm cái phí vô quý. Tay trái thứ ba cầm một bông sen đỏ, còn tay mặt cầm cây gươm. Tay trái thứ tư cầm một bình nước, còn tay mặt cầm một sâu chuỗi ni ma bửu châu. Tay trái thứ năm cầm một sợi dây kim cang, còn tay mặt cầm một trái la ca quả. Tay trái thứ sáu cầm một cái bánh sa luân, còn tay mặt cầm một cái búa. Tay trái thứ bảy cầm cái pháp loa, còn tay mặt cầm cái thiết câu. Tay trái thứ tám cầm một cái bình như ý, còn tay mặt cầm một cái chày kim cang. Tay trái thứ chín cầm một cuốn kinh Bát Nhã Ba La Mật, còn tay mặt cầm một sâu chuỗi dài. Ngài ngồi trên tòa sen, dưới có hai vị lâm dương ủng hộ. Đó là bửu tượng của Ngài đại lược như vậy. Nếu ai có lòng trì niệm, muốn chiêm vọng thì quán tưởng, thì vọng niệm chẳng sanh mà chân tâm hiển hiện. Nếu công phu thuần thục lâu rồi, chẳng có chút gì gián đoạn, thì sẽ đặng phước quả rất rộng lớn, có ngày đạt tới nơi cực quả bồ đề nữa. Trong đương thời kỳ mạt pháp còn nhiều người canh tánh đoạn liệt, và những hạng sơ cơ hành giả tâm nghiệp chưa thuần, chẳng hay làm theo phương pháp chư quán, nên tâm sanh biến nhát thì tự nhiên phải mất hẳn hột giống bồ đề. Nếu ai đương theo kinh pháp của Ngài mà thọ trì thì mau đặng chỗ linh nghiệm. Đương lúc quán tưởng thần chú của Ngài thì cần nhất phải tương phù, thì nẻo sanh tử nào mà ra chẳng khỏi, chỗ niết bàn nào mà chứng chẳng được. Vậy nên phải ân cần chuyên chú mà tu tập theo yếu pháp của Ngài thì sẽ thấy có các việc hiệu quả. Nghĩ coi, từ đời vô thủy trải vô lượng số kiếp nhẫn nay, chúng sanh bị màn vô minh che lấp, mắt chánh nhãn phải lu mờ, rồi vọng tâm phấn khởi,
thường tạo nghiệp đa đoan, cho nên phải bị luân hồi trong dòng lục đạo và đọa lạc vào nẻo tam đồ. Ai là người có chí nguyện muốn ra khỏi cái nạn khổ ấy, đặng mau đến chỗ diệu quả vô thượng bồ đề, thì phải nhất tâm chân thật đến trước thánh tượng mà đứng cho ngay và chắp tay đảnh lễ, chí tâm quán tưởng tôn dung của ngài và duyên niệm thập phương Phật pháp tăng tam bảo, thì thể của ta như hư không, chẳng có chỗ nào là chỗ chướng ngại, và tánh lại thường trụ, đoạn trừ đặng các tướng qua lại động tịnh. Hễ có cảm thì có ứng, là lẽ tất nhiên như vậy. Bởi vì ngài thường mẫn niệm các chúng sanh trong đời vị lai, phước căn thiển bạc và ác nghiệp nhảy đầy, nên mới lập ra một pháp môn quán tưởng có chín chữ phạn là chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Nếu vẽ chín chữ ấy hành như cái mặt viên minh bố liệt phạm thư đồ, rồi mỗi đêm thường quán tưởng, thì các tội đều tiêu diệt và sẽ được tăng ít phước điền nữa. Chỉ như người tại gia hay là người xuất gia mà tu tập theo hạnh chân ngôn nói trên đây và tụng trì chú Đà La Ni cho đủ 90 muôn biến, dẫu cho vô lượng kiếp đến nay có tạo những tội thập ác, ngũ nghịch và tứ trọng, phải mắc vào ngũ vô gián tội đi nữa thì cũng thảy đều tiêu diệt tất cả. Chú Đà La Ni chép y dưới đây: Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mã Gia, Nam mô Tăng Già Gia, Án Tất Đế Hộ Rô Rô, Tất Đô Rô Chỉ Rị Ba Kiết Rị Bà, Tất Đạt Rị Bố Rô Rị Ta Bà Ha. Nếu trị tụng được như vậy, thì đến ngày thọ chung đặng thác sanh vào chỗ thiện duyên và hưởng nhiều sự khoái lạc nữa. Nói về phần hiệu quả của những người tại gia tu theo pháp tam quy ngũ giới, một lòng kiên cố, chẳng có chút nào thối chuyển, mà lại có lòng xu hướng và trì tụng chú Đà La Ni, thì kiếp sau sẽ sanh về cõi trời, hưởng phước đời đời, hay là sanh trong cõi nhân gian, hoặc làm vị quốc vương, hoặc làm bậc công hầu, khanh tể, thường gần gũi với các vị thánh hiền mà chư thiện hay ái kính, thường hết lòng ủng hộ gia trì, chẳng khi nào bị đọa vào đường ác thú. Còn nếu những người ấy ra kinh doanh trong trường thế cuộc thì không có tai hại gì, cho đến nghi dung cũng đoan chánh, lời nói rất ôn hòa, tâm không phiền não, an nhàn tự tại, lui tới thung dung, hưởng phước một đời, rất nên mỹ mãn. Nói về phần hiệu quả của các vị xuất gia, nếu giới cấm đã hoàn toàn, công hạnh đã thuần thục, mỗi ngày ba thời tụng niệm, rồi y theo giáo pháp của Đức Chuẩn Đề mà tu hành, và chí nguyện cầu đến chỗ tất địa xuất thế gian của chư Phật, thì tự nhiên tâm không sất ngại, tánh lại viên minh, một màu thanh tịnh, không còn trước nhiễm nơi cảnh hữu vi, chỉ thấy định huệ hiện tiền. Chừng đó sẽ chứng đặng quả địa ba la mật rất viên mãn, rồi có ngày sẽ chứng đến quả vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thoảng như quán tưởng thấu đáo tới chỗ thâm lý, thì đương lúc hiện tại cũng chứng được Phật quả đại thừa. Có phải là pháp môn của Đức Chuẩn Đề rất vi diệu và rất thuần túy hay không? Tuy chân ngôn từ chữ như vậy, chớ toàn thị làm vô tướng pháp giới, mà lục độ và vạn hạnh cũng là từ trong pháp giới lưu bố ra. Nói tóm lại, Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu là một vị pháp thân Bồ Tát ở cõi trang nghiêm thế giới, không có giáng sanh nơi cõi nhân gian, song giáo pháp của ngài rất nên bí mật mà nay được rõ biết đây, là nhờ Đức Thích Ca giải rõ chỗ lý địa và hình tướng, nên người sau mới biết công đức và quả bảo tượng mà thờ như vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm niệm Phật, tâm thanh tịnh,
nhất tâm niệm Phật, nhất thanh tâm. Một câu niệm Phật nghiệp sạch trong, thần thức nhẹ nhàng về cõi tịnh. Một câu niệm Phật không phiền não, phá tan tâm tối của ba đường. Hết lòng niệm Phật, hằng niệm Phật, lòng ăn phước đến chẳng mong cầu. Thật vậy, pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ tu và dễ hành trì nhất. Cho nên, mọi tầng lớp hay tất cả mọi người đều có thể tu được. Bởi lẽ, Đức Phật A-di-đà có lời thệ nguyện rằng: nếu có một ai niệm danh hiệu của Ngài cho đến nhất tâm bất loạn, trong chừng một niệm thì sẽ được Ngài rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật cũng có dạy rằng: trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo. Chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thời gian thì trôi nhanh, dòng đời thì cứ cuốn hút theo sự luân chuyển của vô thường, cứ chạy và chạy mãi, không biết bao giờ dừng lại được. Hãy để tâm thanh tịnh, quên đi những ưu buồn của cuộc sống, hòa cùng nhịp mõ hồi chuông, lắng động tâm tư để niệm Phật A-di-đà, tìm về tâm thức của người con Phật trong kiếp sống này.